còn cái gì ấy thì lôi nốt ra đi. Mà tao bảo nhá, chúng mày thách đấu với bọn tao cái gì cũng toàn thua thôi, nên là từ lần sau đừng có thách đấu nữa nhá. Đã thế tao không chơi nữa. Này, chúng mày thái độ gì đấy hả? Tao thua rồi còn thái độ á? Chơi đánh nhau à hả? Cảm ơn cháu nhiều quá. Vâng ạ, có gì đâu ạ. Đại ca ơi. Sao? Đại ca lửa thách đấu với chúng mình. Chúng nó lại thách đấu à? Vâng ạ. Muốn đánh nhau đúng không? Không ạ. Đại ca lửa mặt cái hộp to lắm, em cũng không biết là thách đấu cái gì. Thôi được rồi, mày đưa chị đi xem nào. Vâng. Chị đi theo em. Cháu ơi cháu, bác bảo này, các cháu đi đừng có đánh nhau nhá. Vâng ạ, bọn cháu không đánh nhau đâu. Bác cứ yên tâm ở nhà giúp bệnh đi bác. Rồi, bình tĩnh nhá. Vâng ạ. Đi đi đi. Từ 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 từ. Chị Bảo, chúng nó mang một cái hộp à? Vâng. Để chị nghĩ xem nào. À, chị biết rồi. Đi rồi, bây giờ chúng mày đi theo chị để đi mua đồ. Đi. Vâng. Hai thằng mắt con này, sao nó đi gọi đại ca nó lâu thế nhở? Đại ca ơi, chúng nó đến rồi kìa. À, đến rồi à? Hôm nay á, tao cho chúng nó thừa bẽ mặt luôn. Sao? Chúng mày muốn gì? Yên ổn không thích, cứ thích gây chuyện à? Bây giờ chúng mày muốn thách đấu cái gì? Đánh nhau thì ta không thắng chúng mày được. Bây giờ thách đấu xem ai nhiều đoán hơn. Dám chơi không? Đánh nhau với chúng mày tao cũng không sợ, thách đấu tao cũng không sợ. Được, chơi luôn. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Bây giờ như thế này nhá, tao là chủ nhà, tao ưu tiên khách, tao nhường chúng mày đập trước xem chúng mày có cái gì. Đập đi. Đập đi. Đập đi. Đập đi. Được thôi. Trời ơi, xúc xích á, tưởng gì, nhìn này,
bảo là bọn tao không có nhá. Anh em ăn đi. Ăn đi ăn đi. Chúng mày có cái gì ấy, cứ lôi ra hết đi. Bọn tao chấp hết nhá. Đại cơ, vụ này căng nhở. Sao cái gì của nó cũng to hơn của mình thế? Mày cứ yên tâm, mình còn nhiều đồ mà, không phải lo. Vâng. Các đệ tử ăn hai cái luôn cho chất nhanh. Vâng. Cầm. Đấy. Bé bé. Đúng rồi. Chúng mày còn cái gì ấy thì lôi nốt ra đây.
bảo nhá, chúng mày thách đấu với bọn tao cái gì cũng toàn thua thôi, nên là từ lần sau đừng có thách đấu nữa nha. Đã thế tao không chơi nữa. Này, mày thái độ gì đấy hả? Đã thua rồi thái độ á? Chưa đánh nhau à hả? Các cháu vào thách đấu, bác cứ lo không biết là các cháu thách đấu cái gì, nên là bác chạy ra đây thử xem. Đấy, nếu mà bác không chạy ra đây thì có phải các cháu đánh nhau rồi không? Thôi bác ơi, bác đừng quan tâm chuyện đấy nữa. Bác đã đến đây rồi thì ngồi ăn kẹo với chúng cháu luôn. Ồ, nhiều bánh kẹo thế. Vâng, bác ngồi đây. Đây, 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 đây ạ, có cả kẹo sô-cô-la này bác.